Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 1, trang 24, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 1 như sau. Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng, cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 cuốn vở học sinh. Hỏi, từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh? Để làm bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, ta đổi các số đo khối lượng sang đơn vị, có đơn vị đo là kg. Bước 2, ta tính số giấy vụn cả hai trường thu gom được. Và bước 3, ta tìm số cuốn vở có thể sản xuất được theo phương pháp rút về đơn vị. Cụ thể, biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 cuốn vở học sinh. Như vậy, ta có thể tính được 1 tấn giấy vụn có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh bằng cách lấy 50.000 chia cho 2. Từ đó, ta có thể tính được từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, ta có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh. Chúng ta cùng đi vào bài tập. Bước 1, ta thực hiện đổi. Trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Cô có 1 tấn bằng 1.000kg. Như vậy, 1 tấn 300kg sẽ bằng 1.300kg. Tương tự, trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg. 2 tấn 700kg bằng 2.700kg. Cả hai trường đã thu gom được số kg giấy vụn là 1.300 cộng 2.700 bằng 4.000kg. Ta biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 cuốn vở học sinh. Như vậy, ta cần thực hiện chuyển đổi số kg giấy vụn mà trường đã thu hoạch được là 4.000kg về số đo có đơn vị là tấn. 4.000kg bằng 4 tấn. Giải bài toán theo phương pháp rút về đơn vị. Cô có mỗi tấn giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 cuốn vở. Như vậy, ta sẽ lấy 50.000 chia cho 2 bằng 25.000. Cuốn. Biết rằng cả hai trường đã thu gom được 4 tấn giấy vụn. Như vậy, 4 tấn giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là
4 tấn giấy vụn. Sản xuất. Được số cuốn vở là 1 tấn giấy vụn sản xuất được 25.000 cuốn vở. Như vậy 4 tấn giấy vụn sản xuất được bao nhiêu? Ta sẽ nhân với 4. 25.000 nhân 4 bằng 100.000. Cuốn. Đáp số. Một trăm nghìn cuốn vở. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 1, trang 24, sách giáo khoa toán lớp 5. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!